Hoàng Dung và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2023. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin thế giới. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Đầu tiên là bản tin liên quan đến chiến sự tại Trung Đông. Jordan hủy cuộc gặp bốn bên với Tổng thống Joe Biden. Sau khi tới Tel Aviv gặp các nhà lãnh đạo của Israel, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự trù tới Amman vào ngày 18 tháng 10, nơi ông hội kiến quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordan. Tiếp theo, Tổng thống Biden sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh bốn bên do Abdullah làm chủ sự gồm có Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Nhưng vào phút chót, quốc vương Abdullah đã hủy cuộc gặp gỡ, Ngoại trưởng Jordan đã đưa thông báo như trên. Trước đó, thì Tổng thống Abbas đã tuyên bố bỏ cuộc họp nhằm để lên án vụ đánh bom vào bệnh viện ở Gaza vào đêm thứ Ba. Một giới chức cấp cao của Palestine cũng đã cho hay. Tòa Bạch Ốc cũng xác nhận chuyến đi Jordan trong dịp công du Trung Đông của Tổng thống Biden đã bị hủy. Trong một thông báo thì tòa Bạch ốc cho hay quyết định hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh bốn bên ở Amman được đưa ra sau khi tổng thống Biden tham khảo với quốc vương Abdullah và vì tổng thống Abbas khởi sướng những ngày để tang nạn nhân vụ nổ bom bệnh viện Gaza. Tổng thống Biden gửi tới Abdullah lời chia buồn sâu sắc nhất cho những sinh mạng vô tội bị tước mất trong vụ nổ bệnh viện ở Gaza và cầu chúc cho những người bị thương hồi phục nhanh chóng. Tòa Bạch ốc đã loan báo như trên nhưng đã cẩn thận không đổ lỗi cho phe phái nào về vụ đánh bom. Vụ nổ bom khiến cho hơn 500 người thiệt mạng, theo con số mà phe của Hamas đã cung cấp. Lực lượng phòng vệ Israel được viết tắt là IDF không nhận trách nhiệm về vụ đánh bom và nói rằng nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine đã bắn hỏa tiễn không tới Israel, làm rơi trúng bệnh viện trong phần lãnh thổ của Palestine. Canada không chấp nhận tiêm kích của Trung Quốc tiếp cận máy bay của mình Thưa quý vị, Canada đã tuyên bố việc mà máy bay chiến đấu của Trung Quốc tiếp cận chiếc máy bay quân sự của Canada trên vùng biển quốc tế vào hôm thứ Hai là không thể chấp nhận được, nguy hiểm và rất liều lĩnh. Theo hãng tin Reuters, thì Bộ trưởng Quốc phòng Canada, ông Bill Player đã đưa ra phát biểu trên sau khi mà đài Global News đưa tin rằng là một chiếc máy bay phản lực của Trung Quốc đã tiếp cận một chiếc máy bay giám sát của Canada trong phạm vi là 5 mét. Chiếc máy bay của Canada được cho là đang tham gia một hoạt động của Liên Hiệp Quốc nhằm thực thi các lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn. Global News có phóng viên trên máy bay này. Đài truyền hình Canada trên còn cho biết, vụ việc này xảy ra ở vùng biển quốc tế ngoại khơi của Trung Quốc. Trước thông tin này, ông Bill Blair nói rằng, mặc dù lực lượng không quân của Trung Quốc thường xuyên tiếp xúc với các chiếc máy bay trong các nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc, nhưng vụ việc này đã khiến cho chiếc máy bay của Canada gặp rủi ro đáng kể. Vào tháng 6 năm 2022, quân đội Canada đã từng cáo buộc chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc quấy rối chiếc máy bay tuần tra của họ, đôi khi đã buộc chiếc máy bay của Canada phải chuyển hướng. Vụ việc xảy ra khi mà phía Canada theo dõi các hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt của Bắc Hàn. Vào tháng 5 năm nay, thì nguồn giác đài cũng thông báo một chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã có hành động hung hăng không cần thiết gần một chiếc máy bay quân sự của Mỹ trên biển Đông trong không phận của quốc tế. Washington trước đó đã tuyên bố, máy bay quân sự của Trung Quốc có xu hướng hành vi ngày càng nguy hiểm. Hồng y Pierre Batista Pizabala, 58 tuổi, thượng phụ của Jerusalem, đã trả lời khi được hỏi liệu ông có sẵn lòng làm con tin trong tay của Hamas thay cho các trẻ nhỏ đang bị nhóm này giữ hay không. Hồng y là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tại Jerusalem. Trong lễ tấn phong ông làm thượng phụ Jerusalem vào hồi tháng 8, giáo hoàng Francis đã bày tỏ hy vọng giới chức của Israel và Palestine sẽ đối thoại trực tiếp để chấm dứt vòng xoáy bạo lực giữa hai bên. Hamas tuyên bố đang giữ khoảng 200 con tin, trong đó có nhiều trại nhỏ. Sau chiến dịch tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, lực lượng này cuối tuần trước đăng video về các con tin dường như là nhằm gây sức ép với Israel khi nước này chuẩn bị mở đợt tấn công lớn trên bộ vào giải Gaza. Video cho thấy là các thành viên Hamas chăm sóc những em nhỏ nhưng cũng nhấn mạnh rằng là họ đang giữ các con tin dễ bị tổn thương nhất. Bộ quốc phòng của Israel cho rằng là hành động của Hamas nhằm để thể hiện nhóm này là một tổ chức nhân đạo, nhưng khẳng định Hamas đã giết nhiều người và tuyên bố là Israel sẽ làm mọi thứ có thể để đưa con tin trở về. Căng thẳng về vấn đề ở Palestine, Colombia đã đề nghị đại sứ Israel về nước Căng thẳng ngoại giao giữa Colombia và Israel gia tăng khi mà Bộ trưởng Ngoại giao Colombia, ông Alvaro Leiva đề nghị đại sứ Israel tại nước này là ông Gala Degin xin lỗi và rời khỏi quốc gia Nam Mỹ. Trong một thông điệp chia sẻ trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Colombia đã nhấn mạnh rằng sự kiêu ngạo vô nghĩa của đại sứ Israel tại Colombia trước Tổng thống Colombia là ông Gustavo Petro sẽ ghi dấu ấn trong lịch sử ngoại giao toàn cầu ông Alvaro Leiva đã nêu rõ, đại sứ Israel chưa bị trục xuất. Colombia chỉ mong muốn và yêu cầu nhà ngoại giao này tỉnh táo trong lời nói và có sự tôn trọng với Tổng thống Gustavo Petro. Ngoại trưởng Colombia cũng cho biết sẽ đình chỉ quan hệ ngoại giao với Israel nếu cần thiết. Trước đó, chính phủ Israel đã triệu đại sứ Colombia Margarita Manjuris để phản đối các phát ngôn của Tổng thống Gustavo Petro thể hiện ủng hộ Palestine. Phản ứng đầu tiên của Israel trước những tuyên bố nêu trên là tạm dừng việc xuất cản các thiết bị an ninh sang Colombia. Về phần mình, Tổng thống Petro đã khẳng định, mục đích các phát ngôn của ông chỉ là để phản ánh những sự thật của lịch sử. Từng là thành viên của phong trào du kích M19 tại Colombia trong nhiều thập niên, ông Petro đã trở thành tổng thống cánh tả đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này vào năm 2022. Ông Petro cũng nói rằng, cuộc phản công của Israel tại giải Gaza đã biến nơi này thành một trại tập trung. Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết Nga đề xuất về xung đột giữa Israel và Hamas. Theo hãng tin Reuters, Nga cùng với bốn nước khác là Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Mozambique và Gabon đã đồng ý với nội dung dự thảo nghị quyết do Moscow đề xuất có liên quan tới cuộc xung đột đang diễn ra giữa quân đội Israel và phong trào hồi giáo Hamas. Tuy nhiên, thì nghị quyết này đã bị Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp và Nhật Bản bỏ phiếu chống. Sáu quốc gia còn lại bỏ phiếu trắng. Ngay sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu được công bố, đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc là Vesely Nebanzia đã bày tỏ sự thất vọng. Hôm nay, cả thế giới hồi hộp chờ đợi Hội đồng Bảo an thực hiện các bước đi nhằm chấm dứt đổ máu. Tuy nhiên, thì các phái đoàn từ phương Tây đã trà đạp lên những kỳ vọng đó đáp lại đại sứ hoa kỳ tại liên hiệp quốc linda thomas greenfield tuyên bố rằng bản dự thảo nghị quyết của nga đã không đề cập tới các hành động của hamas nhằm vào dân thường hành động của hamas đã dẫn đến khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân của gaza phải đối mặt theo Reuters, thì việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp và bỏ phiếu dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất liên quan tới cuộc xung đột giữa Israel và Hamas diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tel Aviv gần đây tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn Hamas khi phong trào này đã tổ chức nhiều cuộc tập kích nhằm vào nhiều khu vực do Israel kiểm soát, khiến cho ít nhất là 1.300 dân thường và binh sĩ của Israel thiệt mạng quay sang Pháp, thì nước này đã xét xử 19 bị cáo trong vụ 39 người Việt Nam đã tử nạn trong container hồi năm 2019. Theo trang New Straits Times, thì phiên tòa được mở ở Paris và dự kiến là kéo dài tới ngày 10 tháng 11. Các bị cáo mang quốc tịch Việt Nam, Pháp, Trung Quốc, Algeria và Morocco có độ tuổi từ 21 cho đến 58. Dự kiến, các bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án là 10 năm tù vì có liên quan tới đường dây buôn người, trong đó có 4 bị cáo bị buộc tội là vô ý giết người. Bản cáo trạng từ các công tố viên của nước Pháp được New Straits Times trích dẫn cho thấy, các bị cáo khi liên lạc điện thoại với nhau đã gọi các nạn nhân với những biệt danh như là món hàng hoặc là những con gà. Một số bị cáo trong phiên tòa đóng vai trò như là chủ nơi chứa chấp những người nhập cư bất hợp pháp hay là tài xế taxi trong đường dây. Một mực đã khai rằng họ buộc phải làm như vậy do chịu áp lực từ các băng nhóm buôn người. Tuy nhiên thì các công tố viên đã bác bỏ lý do trên, đồng thời nhấn mạnh những bị cáo này đã tham gia đường dây buôn người chỉ vì tiền. Cũng theo New Straits Times, thi thể 39 người Việt được phát hiện trong xe container tại khu công nghiệp Waterclay Quận hạt Essex ở Anh Quốc vào sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019, viên tài xế xe container tên là Mo Robinson là kẻ tiếp nhận thùng container có 39 người Việt bên trong đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Năm 2021, Anh Quốc đã kết án một người Romania và một người Anh quốc cầm đầu đường dây buôn người có liên quan tới vụ việc lần lượt các bức án là 20 cho đến 27 năm tù. Tòa án của nước Mỹ năm ngoái cũng đã kết án một người đàn ông Việt Nam 15 năm tù với tội danh là cầm đầu đường dây buôn người ở địa phương. Tiếp theo là bản tin liên quan đến tòa tối cao Georgia dọn đường để phế truất tổng thống. Tòa án hiến pháp Georgia vừa phán quyết rằng là tổng thống Samuel Zura Bishvili đã vi phạm hiến pháp khi thực hiện các chuyến đi nước ngoài trái phép mở đường cho việc phế truất bà. Vào tháng 9, thì các nghị sĩ thuộc đảng giấc mơ Georgia đang nắm quyền đã đề nghị phế truất tổng thống. Các buộc sàng là bà đã gặp các lãnh đạo nước ngoài để vận động cho Georgia trở thành thành viên của Liên minh Âu Châu mà không có sự cho phép của chính phủ. Người đứng đầu tòa án hiến pháp Georgia cho biết là bà Zura Bisvili, 71 tuổi, đã vi phạm hiến pháp với việc thực hiện các chuyến thăm nước ngoài mà chính phủ chưa thông qua. Luật sư của bà là Mia Kopalesvili nói với các phóng viên rằng tòa án không có cơ sở pháp lý hoặc thực tế để xác nhận hành vi vi phạm hiến pháp của tổng thống. Đây là lần đầu tiên tòa án hiến pháp Georgia xem xét sự vụ liên quan đến việc luận tội một tổng thống trong lịch sử của quốc gia này. Tại Georgia, tổng thống là nguyên thủ quốc gia nhưng về cơ bản chỉ đóng vai trò nghi lễ, trong khi người nắm quyền điều hành chính phủ là thủ tướng. Chủ tịch Quốc hội Georgia Shava Papua Shvili cho biết là cuộc bỏ phiếu luận tội sẽ được tổ chức trong những ngày tới, song Đảng cầm quyền Georgia thừa nhận là khả năng bà Zurab bị phế truất là rất thấp vì đảng này chỉ kiểm soát 84 ghế trong quốc hội, trong khi việc luận tội cần có sự ủng hộ của ít nhất là 100 nhà lập pháp. Chủ tịch đảng Irakli Kobakhidze thừa nhận là thực tế không có cơ hội giành được 100 phiếu ủng hộ. Nếu bà Zurab có phẩm giá cơ bản, bà ấy sẽ tự nhiệm. Các đảng đối lập cho biết là họ sẽ không ủng hộ việc phê truất bà, người được cho là có tư tưởng thân phương tây. Vâng, kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.